Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kbiz 24h, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin về các sao Hàn. Ngày hôm nay có tin tức gì đáng chú ý, chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Như vậy là sau bao ngóng trông, MV Ice Cream mà Blackpink hợp tác với ngôi sao đình đám Selena Gomez đã chính thức lên sóng. Không phụ sự mong đợi của người hâm mộ, MV được đầu tư chỉnh chu, hình ảnh âm nhạc đến style khiến dân tình khó lòng rời mắt. Một trong những phân cảnh khiến dân tình vô cùng chú ý, không thể không kể đến màn đổi tóc của cô nàng Lisa. Bốn cô nàng Blackpink thay đổi nhiều trang phục, kiểu tóc và lối make up trong MV mới. Không cần nói thì cũng biết các fan chính là những người sung sướng nhất lúc này vì vừa có MV hay để thưởng thức, vừa được ngắm Selena Gomez và bốn cô gái Blackpink với visual đỉnh cao. Nhưng không chỉ có thế, không ít fan và cư dân mạng còn bị thu hút bởi màu tóc chất chơi của cô em út Lisa. Như đã hé lộ ở ảnh teaser, Rose và Jennie có phân cảnh để tóc màu bạch kim ấn tượng. Ngoài ra, stylist còn sử dụng nhiều món phụ kiện tóc tai như là khăn buộc, cặp tóc giúp họ thêm phần ấn tượng. Tuy nhiên, kiểu tóc nổi bật nhất MV hẳn chỉ có thể là Lisa với phân đoạn đội tóc giả xanh lá. Màu tóc xanh lá cây vốn vô cùng khó nhằn, dễ dìm nhan sắc người diện, khiến da bị xỉn màu, nhưng Lisa lại có thể cân đẹp màu tóc khó nhằn này. Thậm chí, màu tóc nổi bật cộng vào làm nổi lên nước da trắng sáng và nhan sắc ngọt ngào của em gái quốc tế, mang đến cho cô nàng hình ảnh trẻ trung và cá tính vô cùng. Lật lại quá khứ mới thấy rằng Lisa đã thử nghiệm với rất nhiều màu tóc khá khác biệt mà chẳng kiểu nào có thể dìm được cô nàng. Trong MV How You That là màu tóc hồng và màu đỏ nổi bật bật. Trong MV Kill This Love, nàng búp bê Thái Lan lại được thử nghiệm từ màu tóc xanh led đến màu tím pastel, rồi đến sắc vàng bạch kim. Dân tình từng tổng hợp Lisa đã thử nghiệm không dưới 10 màu tóc nhuộm khác biệt, từ cam neon, vàng bạch kim, xanh dương mix lai bạc, xám khói hay là vàng chanh siêu chóe, vân vân. Nhưng dường như chẳng có màu tóc nào có thể dìm nổi nhan sắc của cô nàng. Nhan sắc của em gái quốc tế Lisa quả nhiên là không thể đùa được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kbiz 24h. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.